Thầy chào các em. Chúng ta đang học đến khái niệm giới hạn của hàm số. Và bài học của chúng ta ở những tuần lễ trước là chúng ta đã nghiên cứu những cái khái niệm về giới hạn của hàm số. Thế rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục tìm cách để mà khử đi cái dạng vô định của hàm số để chúng ta đi tìm cái giới hạn của nó. Thế ngày hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục cái phần đi khử một số những cái dạng vô định thường gặp ở trong vấn đề tính toán của chúng ta. Trước tiên thì thầy muốn nói chuyện với các em về cái dạng vô định, vô cực chia vô cực. Bài học trước thì chúng ta cũng làm quen với nhau một số những cái dạng vô định quen thuộc, chẳng hạn như không chia không, rồi không nhân vô cực, vân vân, tất cả mọi thứ đó. Thế thì chúng ta quan sát cái ví dụ thứ nhất thầy cho. Tìm giới hạn của hàm số 4x bình phương cộng x cộng 1 tất cả chia cho x lũy thừa 3 cộng 7x cộng 5 khi x tiến tới cộng trừ vô cực. Thế thì các em quan sát chúng ta thấy rằng khi x tiến tới cộng trừ vô cực thì tử số của chúng ta là đa thức bậc 2, cho nên nó tiến tới cộng vô cực. Và dưới mẫu chúng ta là đa thức bậc 3, do vậy khi x tiến tới cộng vô cực thì đa thức bậc 3 của chúng ta tiến tới cộng vô cực. Còn khi x tiến tới trừ vô cực thì đa thức bậc 3 tiến tới trừ vô cực. Do vậy mẫu của chúng ta sẽ tiến tới cộng trừ vô cực. Và nói một cách tổng quát hơn, chúng ta đang giải quyết cái dạng vô định vô cực chia vô cực. Đây, vô cực chia cho cộng trừ vô cực thì cũng như vậy thôi các em. Và bây giờ thì như vậy thì chúng ta làm sao để phá đi được cái dạng vô định này bằng cách sau đây. Chúng ta quan sát bậc tử của chúng ta là 2, bậc mẫu là 3. Thế thì bậc cao nhất của cả tử lẫn mẫu là bậc 3. Do vậy chúng ta sẽ đẩy cái x lũy thừa 3 cả tử lẫn mẫu ra ngoài làm thừa số chung. Thì ở trên tử của chúng ta giải quyết bằng cách đặt x lũy thừa 3 ra. Thì ở đây các em còn lại là 4 chia cho x. X thì ở đây chúng ta còn lại là cộng cho 4 chia x bình phương. 1 thì ở đây còn lại là 1 chia cho x lũy thừa 3. Một cách tương tự như vậy, chúng ta đặt x lũy thừa 3 của mẫu số ra ngoài làm thừa số chung. Thì ở đây x lũy thừa 3 các em còn lại là 1. 7x chúng ta còn lại là 7 chia cho x bình phương. Và 5 thì chúng ta còn lại là 5 chia x lũy thừa 3. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái x lũy thừa 3 này là nguyên nhân gây ra cái dạng vô định, vô cực chia vô cực. Thế bây giờ ở đây thì chúng ta đơn giản đó cho cái x lũy thừa 3. Thì chúng ta đã khử được cái dạng vô định của nó rồi. Và khi x tiến tới cộng trừ vô cực thì 4 chia x tiến tới 0. 1 chia x bình cũng tiến tới 0. 1 chia x lũy thừa 3 cũng tiến tới 0. Như vậy thì chúng ta thấy tử số của chúng ta tiến tới 0. Và mẫu số của chúng ta, một là hằng số thôi, chúng ta không cần bàn đến. 7 chia x bình phương cũng tiến về 0. 7, 5 chia x lũy thừa 3 cũng tiến về 0. Vậy tổng kết lại, mẫu số của chúng ta tiến về 1. 0 chia cho 1 ta biết rồi, bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 0. Như vậy thì ví dụ 1 của chúng ta khá dễ. Qua ví dụ 1 như vậy thì chúng ta có một cái kinh nghiệm như thế này để khử cái dạng vô định, vô cực chia vô cực các em. Nếu chúng ta gặp một cái hàm phân thức thì chúng ta đặt x lũy thừa cao nhất của tử và mẫu ra ngoài làm thừa số chung. Thì khi đó chúng ta sẽ khử được cái dạng vô cực chia vô cực ngay. Chẳng hạn ví dụ 1 thì chúng ta thấy bậc cao nhất của tử và mẫu là bậc 3. Thì khi đó các em đặt x lũy thừa 3 của tử ra ngoài, đặt x lũy thừa 3 của mẫu ra thì chúng ta sẽ khử được cái dạng vô định vô cực chia vô cực ngay. Bây giờ chúng ta cũng xét tiếp cái dạng vô cực chia vô cực nhưng mà nó nằm ở khía cạnh khác một chút. Chúng ta quan sát tiếp ví dụ số 2. Thầy đề nghị chúng ta tìm lim khi x tiến tới cộng vô cực thôi, của căn x cộng cho căn của x cộng tiếp cho căn x, tất cả chia cho căn của x cộng 1. Thế bây giờ thầy vừa mới bảo với các em rằng chúng ta đặt x lũy thừa bậc cao nhất của tử và mẫu ra ngoài. Thế thì chúng ta bình tĩnh quan sát cái bậc của tử. Chúng ta thấy căn nhiều chúng ta đừng có hoảng.
Thế thì thật sự ra cái bậc cao nhất của tử các em chỉ cần quan sát ở cái chữ x ở đây là đủ. Thế thì x này của chúng ta mà nếu đưa ra ngoài căn thì nó sẽ được là x lũy thừa 1 phần 2. Như vậy bậc cao nhất của tử là 1 phần 2. Còn những căn trong này thì các em thấy những x này bậc của nó đương nhiên là phải bé hơn cái bậc của x đứng trước nó đây rồi. Vậy thì bậc cao nhất của tử là bậc 1 phần 2. Bậc cao nhất của mẫu x đưa ra ngoài căn thì chúng ta cũng thấy bậc cao nhất của mẫu là 1 phần 2. Như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để đặt x lũy thừa 1 phần 2 của cả tử lẫn mẫu ra ngoài làm thừa số chung. Trước hết, thầy đem tử số ra trước. Như vậy thì chúng ta muốn có được x lũy thừa 1 phần 2 ra ngoài của cái tử số này thì chúng ta cần phải có ở đây x này thì đưa ra nó được x lũy thừa 1 phần 2 rồi. À, cho nên là chúng ta sẽ giữ nguyên cái x này ở lại, không có cái gì để biến đổi chi, bởi vì x này đây lát nữa đây thầy sẽ đưa ra khỏi căn thì sẽ được là căn x, tức là x lũy thừa 1 phần 2, đẹp rồi. Cho nên thầy giữ nguyên cái x này lại. Vậy thì bây giờ chúng ta xem thử tiếp. Thế còn bây giờ còn cái căn màu xanh này của chúng ta thì bây giờ làm sao để đưa được đằng trước cái căn này là chữ x, thì ở đây cái x này của chúng ta, cái x màu xanh này của chúng ta muốn đưa ra ngoài là x thì nó cần phải có x bình. Vậy thì ở đây ta phải có x bình phương, mà x bình phương mà đề bài chỉ cho x thôi thì đương nhiên đã có x bình phương thì ta sẽ phải chia cho x thì nó mới ra được là x của chúng ta ở đây. Một cách tương tự cho cái căn tiếp theo, chúng ta muốn có cái x ra ngoài thì cái căn màu tím này của chúng ta cần phải có cái chữ x bình phương. Để một lát là x bình phương phải đưa ra cái căn này là x, rồi đưa ra ngoài cái căn này là căn x, x lũy thừa 1 phần 2. Đó, cái ý tưởng của nó là vậy. À, như vậy thì nếu ta đẩy ra ngoài là x bình phương, như vậy trong này chúng ta còn lại gì? Còn lại căn của 1 chia x lũy thừa 3. À, x bình nhân cho căn của 1 chia x lũy thừa 3 thì còn lại căn x. À, vậy thì chúng ta xem thử coi chúng ta đã đạt được cái mục đích đặt ra của chúng ta không nhé. À, như thế thì chúng ta thèm căn thầy viết lại, còn x nó đẹp rồi, viết lại nhé, cộng cho này. Vậy thì vừa rồi thầy mới bảo chúng ta đặt được cái x bình phương này ra, mục đích đặt x bình phương ra để đưa ra ngoài cái căn này thì nó còn lại cho chúng ta là trị tuyệt đối của x. Nhưng mà do x của chúng ta tiến tới cộng vô cực, do vậy mà trị tuyệt đối của x bằng bằng x, bằng chính nó. Cho nên thay vì thầy viết trị tuyệt đối của x thì thầy chỉ viết chữ x thôi. Thế thì trong này còn lại căn của ai? 1 chia x này, cộng cho chỗ này x bình phương đưa ra còn x đây rồi, còn lại căn bậc 2 của 1 chia cho x lũy thừa 3. Vậy thì tiếp tục chúng ta gần đạt đến cái mục đích của chúng ta rồi. Như vậy thì chúng ta bắt đầu đẩy được cái x này ra ngoài để có được cái x lũy thừa 1 phần 2, tức là có được căn x. Thế thì trong này còn lại cái gì? X này đưa ra căn x rồi, còn lại 1. Rồi cộng cho x này đưa ra rồi, căn x còn cũng còn lại 1. Vậy thì trong này còn lại căn của cái gì? 1 chia x cộng cho căn bậc 2 của 1 chia x lũy thừa 3. Chúng ta đã làm được một cái công việc mà ngay đầu ví dụ 2 thầy đã nói, đó là cố gắng đặt cái x lũy thừa 1 phần 2 ra ngoài, tức là đặt cái căn x của cả tử lẫn mẫu ra ngoài. Thế thì cái tử số đẩy cái căn x ra nó hơi phức tạp như thầy vừa mới trình bày cho các em đó. Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục đặt căn x của mẫu số ra ngoài nữa, là khi đó chúng ta khử được ngay cái giảm vô định. Như vậy thì chúng ta lại xem tiếp, thầy sẽ đặt cái căn x của mẫu ra bằng cách sau đây. Chúng ta lại tiếp tục cái căn x ở mẫu. Như vậy thì chúng ta đẩy căn x ở mẫu ra không khó, đưa ra luôn. Như vậy trong này của chúng ta còn lại gì nào? Chúng ta lưu ý với nhau rằng là x tiến tới cộng vô cực cho nên x dương lắm nhé. Cho nên chúng ta đặt căn x ra thoải mái, không phải suy tư gì cả. Vậy thì ở đây chúng ta còn lại là 1 chia cho ai? X này đưa ra ngoài, còn này còn là 1 chia cho x. Đó, căn x chúng ta thấy rõ ràng. À, như vậy thì tử chia mẫu thì chúng ta thấy rằng chúng ta đơn giản được cho cái lượng vô định ở đây. Căn x nó là cái nguyên nhân gây ra cái dạng vô định vô cực chia vô cực. À, như vậy thì lúc này chúng ta thấy rằng hết dạng vô định rồi, trên tử này còn lại là 1. Khi x tiến đến vô cực thì chỗ này tiến tới 0, chỗ này tiến tới 0. Như vậy thì trên tử chỉ còn lại 1 thôi.
Và ở dưới mẫu của chúng ta thì 1 chia x tiến tới 0 thì còn lại căn 1, căn 1 cũng bằng 1. 1 chia 1 thì dễ dàng chúng ta có được đáp số bằng 1. À, như vậy thì thầy vừa mới chấm dứt cho các em cái dạng toán, cái dạng vô định, vô cực chia vô cực, cái cách thức khử cái dạng vô cực chia vô cực. Người ta cho đa thức cũng vậy, người ta cho căn cũng thế. Các em đặt cái bậc cao nhất của tử và mẫu ra ngoài, để đặt nó làm thừa số chung ra ngoài, để chúng ta khử đi được cái dạng vô định, vô cực chia vô cực một cách nhẹ nhàng. Thực sự ra thì cái vô cực chia vô cực này chúng ta cũng đã được làm quen khá nhiều ở bậc phổ thông. Cho nên là cái chương trình giải tích 1 này, cái việc làm này thầy nghĩ rằng đối với lại chúng ta không khó. Bây giờ chúng ta sang tiếp một cái dạng vô định nữa. Đó là cái dạng mà thầy cho vô cực trừ vô cực. Chúng ta xem ví dụ thứ nhất như thế này. Chẳng hạn ln của 1 chia 1 trừ x trừ cho 3 chia cho 1 trừ x lũy thừa 3 khi x của chúng ta tiến về 1. Thế thì khi x tiến đến 1 thì các em xem xét cái phân số đầu tiên, mẫu số của chúng ta tiến về 0. Do vậy 1 chia cho một số tiến về 0 thì đương nhiên phân số đó của chúng ta nó tiến tới vô cực. Một cách tương tự, mẫu số của cái phân thức thứ hai cũng tiến về 0. Do vậy 3 mà chia cho một số tiến về 0 cũng tiến ra vô cực. Và ở đây dấu trừ, vô cực trừ vô cực, đây là cái dạng toán đó. À, những bài học trước thì cái dạng vô cực trừ vô cực nó khá tế nhị, không phải lúc nào nó cũng phải là dạng vô định. Nếu chúng ta mà theo dõi ngay từ cái bài đầu đó mà thầy trình bày cho chúng ta thấy đó, thì chúng ta thấy như thế này. Chẳng hạn như này, cộng vô cực, càng nghe thật kỹ ha, thầy nói rất chậm này, cộng vô cực trừ cho trừ vô cực thì rõ ràng không phải là dạng vô định mà nó ra được cộng vô cực. À, cho nên cái dạng vô cực trừ vô cực nó khá tế nhị, chúng ta không phải nhất thiết là nó phải dạng vô định. Chẳng hạn như thầy bảo trừ vô cực này rồi trừ cho cộng vô cực, nghe kịp ha, thì rõ ràng nó ra được trừ vô cực cho chúng ta ngay, chứ không phải tính toán gì nữa. Thế thì bây giờ chúng ta xem trở lại cái ví dụ 1. Như vậy thì cái bài toán của chúng ta đang xét nó có dạng vô cực trừ vô cực. Thật sự ra thì x tiến đến 1 thì cái 1 này có khả năng là tiến về bên trái hoặc bên phải. Do vậy các cái phân thức này có khả năng tiến về cộng vô cực hoặc tiến về trừ vô cực. Mà một cách vắn tắt thầy ghi chữ vô cực để chúng ta nhìn cho nó nhanh thôi. Thế bây giờ chúng ta khử cái dạng vô định như sau. Trước hết chúng ta làm một cái động tác là thầy sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung của chúng ta 1 trừ x, 1 trừ x lũy thừa 3, thì mẫu số chung nhỏ nhất của chúng ta là 1 trừ x lũy thừa 3. Thế thì như vậy ở cái phân thức thứ nhất, 1 trừ x đang cần 1 trừ x lũy thừa 3 thì nó còn lại ở đây là 1 cộng x bình phương. Chúng ta sử dụng cái hàng đẳng thức đáng nhớ, 1 trừ x lũy thừa 3 bằng 1 trừ x nhân 1 cộng x bình phương. Rồi. Ở đây đã có 1 trừ x lũy thừa 3 ở mẫu rồi, cho nên tử của chúng ta chỉ còn lại số 3 thôi. Và chúng ta rút gọn cái phân thức này của chúng ta lại. Khi x lim khi x tiến đến 1 của, vậy ở đây còn là x bình phương này cộng x trừ 2. Chúng ta có được ở đây như vậy. Và mẫu số thầy viết lại là 1 trừ x lũy thừa 3. Thế bây giờ thì thầy thấy kem để ý này. Chúng ta đã biến đổi cái dạng vô định, vô cực, trừ vô cực, trở về lại cái dạng 0 chia 0. Nếu ta thay x bằng 1 vào tử thì ta thấy tử bằng 0. Ta thay x bằng 1 vào mẫu, chúng ta thấy mẫu bằng 0. Nó quay trở lại cái dạng vô định 0 chia 0, là cái dạng vô định của bài học trước chúng ta đã có dịp làm quen với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ khử cái dạng vô định 0 trên 0 như thế nào? Bằng cách chúng ta tách cả tử lẫn mẫu theo cái thừa số x trừ 1. Thì khi đó ta đơn giản cho cái thừa số x trừ 1 là cái nguyên nhân dẫn đến cái dạng vô định 0 trên 0. Thế thì chúng ta để tách được, để làm được công việc đó thì dễ không khó. Chúng ta quan sát thấy một điều sau đây. Tử số của chúng ta có hai nghiệm là 1 trừ 2. Do vậy ta tách tử số ra được thành x trừ 1, tức là x trừ đi cái nghiệm của nó đó.
nhân cho x trừ cho trừ 2, tức là x cộng 2. Rồi bây giờ ở dưới mẫu thì 1 trừ x lũy thừa 3, để cho nó đẹp thôi, vấn đề đẹp thôi, chúng chẳng phải là cái gì thủ thuật tính toán gì ở đây cả. Để cho nó đẹp, để có được cái x trừ 1 nó đồng điệu với lại cái tử số đó mà. Cho nên chúng ta viết cái 1 trừ x lũy thừa 3 thành trừ x lũy thừa 3 trừ 1, để tách cái x lũy thừa 3 trừ 1 thành hàng đẳng thức sau đây, trừ x trừ 1 cho nó giống ở trên, cho đồng điệu như thầy vừa mới nói. Vậy thì ở đây còn lại ai? X bình phương cộng x trừ 1. Như vậy thì chúng ta đã đơn giản được cho x trừ 1 là nguyên nhân gây ra cái dạng vô định không trên không. Thế đơn giản đi. Như vậy thì chúng ta còn lại bao nhiêu? Khi x tiến đến 1 thì trên tử còn lại là 3. Dưới mẫu là 3, đằng trước có dấu trừ nữa. 3 chia trừ 3 chúng ta có đạt được là trừ 1. Nó hết dạng vô định rồi nha. Vậy thì chúng ta viết lại. Chúng ta có được là tử còn lại x cộng 2. Mẫu là x bình phương cộng x trừ 1, đằng trước có dấu trừ. Và thay số vào như hồi nãy thầy mới nói, nó bằng trừ 1 ngay cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy cái dạng vô định, vô cực trừ vô cực, chúng ta sau khi quy đồng mẫu số, chúng ta lại tiếp tục đưa nó về cái dạng vô định thường gặp mà trước đó chúng ta đã có dịp nghiên cứu, đó là cái dạng 0 trên 0. Và nhân đây thì chúng ta lại tiếp tục có cái dịp để nhắc lại cái dạng vô định 0 trên 0 bằng cách chúng, chẳng hạn như khi x tiến tới x0 thì cái đa thức đó của chúng ta tách ra cả tử lẫn mẫu, làm sao để xuất hiện được cái thừa số x trừ x0, để đơn giản đi. Chúng ta theo dõi tiếp ví dụ số 2. Thầy cho lim khi x tiến tới cộng vô cực của căn x bình phương cộng 2x trừ cho 2 lần căn của x bình phương cộng x, rồi cộng cho x ở ngoài. Khi x tiến ra cộng vô cực thì các em có thể nhanh chóng thấy được ngay có dạng vô cực, trừ vô cực. Đây, x bình phương căn đương nhiên tiến tới cộng vô cực. Cái x này cũng tiến tới cộng vô cực. Cộng vô cực cộng cho cộng vô cực đương nhiên là cộng vô cực. Rồi x tiến đến cộng vô cực ngay ở đây tiến tới vô cực nữa. Ở đây dấu trừ. Chỗ này và chỗ này tiến tới cộng vô cực, trừ cho cộng vô cực. Dạng vô định các em. Và bài này thì đương nhiên nó khó hơn một chút so với cái bài trên. Thế thì chúng ta sẽ chuẩn bị giải quyết bài này như sau. Thế thì thầy viết lại lim khi x tiến tới cộng vô cực, và thầy sẽ phá cái trừ 2 lần căn của x bình phương cộng x này, thì tách nó ra như thế này các em, thành hai phần. Thứ nhất, căn x bình phương cộng 2x chúng ta viết lại. Thế rồi trừ 2 căn x bình phương trừ x tách ra thành trừ 1 lần thôi, tức là trừ căn x bình phương cộng x. Thế rồi trừ tiếp cho 1 lần nữa là căn của x bình phương cộng x. Kiểm tra lại các em, trừ 1 lần, trừ 1 lần được trừ 2 lần căn của x bình phương cộng x. Cộng x chỗ này thầy viết lại, trừ nhân với trừ thành cộng x ở đây. Như vậy thì chúng ta tách ra thành hai cái giới hạn như sau. Thầy xem cái giới hạn thứ nhất, lim khi x tiến tới cộng vô cực của căn x bình phương cộng 2x trừ cho căn của x bình phương cộng x. Chúng ta tính giới hạn này như thế nào? Cũng lại tiếp tục em thấy có dạng vô định, vô cực trừ vô cực đấy. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nhân lượng liên hợp. Nó ra được cho chúng ta lim khi x tiến đến cộng vô cực. Căn trừ căn thì lượng liên hợp là căn cộng căn. Ta nhân tử và mẫu cho căn cộng căn. Vậy dưới mẫu chúng ta được căn x bình phương cộng 2x cộng cho căn của x bình phương cộng x. Như vậy trên tử chúng ta còn lại a bình phương trừ b bình phương. A bình phương của chúng ta là gì? X bình phương cộng 2x. Trừ b bình phương của chúng ta là gì? X bình phương cộng x. Rồi chúng ta rút gọn lại một chút nữa là xong. Lim khi x tiến đến cộng vô cực, x bình phương đơn giản hết, 2x trừ cho x thì chúng ta thấy còn lại 1x. Rồi cùng với thầy suy nghĩ chút. Chúng ta thấy bậc của tử là x.
Thế còn bậc của mẫu là bao nhiêu? Nếu x bình phương ta đưa ra ngoài là được trị tuyệt đối của x. Do x tiến đến cộng vô cực dương do nên x bình đưa ra được x. X bình phương này đưa ra cũng được x. Bậc tử là x bậc 1. Bậc mẫu cũng bậc 1. X hồi nãy thầy vừa mới nói. Vậy bậc tử và bậc mẫu, bậc cao nhất của nó là bậc 1. Cho nên chúng ta lại tiếp tục đặt x ra ngoài. Như vậy thì ở đây cái căn này của chúng ta còn lại gì? X bình phương mà x đã đưa ra, x bình đưa ra rồi thì ở đây còn lại 1 thôi. 2x thì x này đã đưa ra ngoài là x rồi thì trong này chúng ta còn lại là 2 chia x cộng cho căn này thì x bình phương đưa ra là x để ra ngoài rồi thì ở đây chúng ta còn lại căn x bình còn lại 1 thôi. Còn cộng cho x này thì còn lại là 1 chia x và chúng ta đã đơn giản được cái nguyên nhân gây ra cái dạng vô định của nó là x. Vậy thì khi x tiến vào vô cực thì chúng ta quan sát đây. 2 chia x tiến đến 0, 1 chia x tiến đến 0, tử là 1, mẫu còn lại căn 1 cộng căn 1. Như vậy tổng kết lại bằng 1 phần 2. À, như vậy thì chúng ta đã tính được cái giới hạn thứ nhất của cái biểu, tức là ta chia làm hai giới hạn. Ta đã tính được cái giới hạn của cái A rồi đấy. 1 phần 2 và chúng ta ghi nhớ cái giá trị đó nhé. À đây, thầy nhắc lại qua cái trang mới để chúng ta thấy. À, như vậy thì vừa rồi chúng ta đi tìm lim của cái phần đầu của chúng ta có được là 1 phần 2 rồi. Như vậy thì ở đây ta lại tiếp tục tìm tiếp cái B của chúng ta. Là lim khi x tiến tới cộng vô cực của căn x bình phương cộng x trừ x. À, như vậy thì ở đây chúng ta lại tiếp tục làm giống như cái giới hạn A vừa rồi. Bằng cách các em nhân lượng liên hợp. Nghĩa là chúng ta nhân tử và mẫu cho căn cộng x. Ta nhân mẫu cho căn x bình phương cộng x cộng cho cái x này. Vậy trên tử còn lại ai? A bình phương là gì? X bình phương cộng x trừ cho B bình phương là ai? Tức là trừ cho x bình phương. Rồi. Thế bây giờ thì bằng lim khi x tiến tới cộng vô cực, x bình phương trừ x bình phương mất. Như thế tử số của chúng ta chỉ còn lại x. Vậy bậc cao nhất của tử là bậc 1. Thế còn bậc cao nhất của mẫu là mấy? X bình phương nếu ta đưa ra ngoài căn còn là x do x tiến đến cộng vô cực dương. Ở đây là x. Vậy bậc cao nhất của mẫu cũng là x. Thầy đẩy x ra. Vậy cái căn này của chúng ta còn lại gì? X bình phương đã đưa ra rồi còn lại 1. X đã đưa x ra ngoài căn rồi thì còn lại 1 chia x thôi. Còn x này thì đã đưa ra thì còn lại chỗ này là 1. Và chúng ta đã đơn giản được cho cái nguyên nhân gây ra cái lượng, cái dạng vô định đó là chữ x. Và khi x tiến ra vô cực thì 1 chia x tiến về 0. Còn lại dưới mẫu là căn 1, cộng 1 là 2, tử là 1. Như vậy chúng ta cũng bằng 1 phần 2. À, như vậy thì ở đây chỗ này của chúng ta được 1 phần 2. Vậy thì cái giới hạn cần tính của chúng ta được bao nhiêu? 1 phần 2 trừ cho 1 phần 2. Vậy cuối cùng đáp số của bài toán là bằng 0. À, như vậy thì chúng ta vừa mới trình bày xong cho các em cái ví dụ số 2. Nó mang cái dạng vô định, vô cực, chia vô cực, có chứa căn. Và ở đây cái khôn ngoan của chúng ta là chúng ta biết tách ra thành hai cái giới hạn để chúng ta làm cái công việc nhân lượng liên hợp cho cái bài toán nó nhẹ đi. Và chúng ta sang tiếp một cái kiến thức nữa. Thì đó là cái ví dụ số 3. Thì bây giờ cũng mang cái ý tưởng như ví dụ 2, tách dần nó ra như thế này các em. Thầy đi tìm lim khi x tiến đến cộng vô cực của căn bậc 3, x lũy thừa 3 cộng 3x trừ cho căn của x bình phương trừ 2x. Thế thì bây giờ chúng ta thấy này, vấn đề đặt ra của chúng ta là thêm ai, bớt ai để nhân cái lượng liên hợp cho nó tốt. Thế bây giờ chúng ta để ý này các em, bậc cao nhất của cái căn bậc 3 này là gì? Là bậc 1. Bởi vì x lũy thừa 3 đưa ra ngoài căn lũy thừa 3 là x bậc nhất. Các em chú ý, x tiến đến cộng vô cực có nghĩa là x dương.
Tiếp tục, x bình phương đưa ra ngoài căn là x bởi vì x dương, như vừa rồi thầy nói. Như vậy thì bậc cao nhất của căn bậc 3 là bậc x, bậc 1 là x bậc 1. Căn bậc cao nhất của cái căn bậc 2 cũng là bậc 1 là biểu thức x. Như vậy tốt nhất các em quan sát, thầy sẽ tách ra thành hai cái giới hạn sau đây. Đó là căn bậc 3 của x lũy thừa 3 cộng 3x bậc nhất. Bậc nhất như vậy thầy sẽ thêm trừ x thì ở đây phải cộng cho x. Để tại sao ở đây nó sẽ ra được là cộng vô cực trừ cho cộng vô cực nó mới ra được dạng vô định. Rồi ở đây được cộng vô cực trừ cho cộng vô cực lại tiếp tục một cái dạng vô định nữa. Thế thì tại sao chúng ta lại thêm x? Bởi vì bậc cao nhất của căn bậc 3 là bậc 1, ta thêm x vào. X là bậc nhất. Bậc cao nhất của căn bậc 2 cũng là bậc 1. Bậc 1 ta thêm với đa thức là x vào đó. Thì lúc này chúng ta tách hẳn nó ra thành hai cái giới hạn. Giới hạn thứ nhất là lim khi x tiến đến cộng vô cực của căn bậc 3 x lũy thừa 3 cộng 3x trừ x. Và chúng ta thực hiện công việc nhân lượng định hợp như ví dụ số 2 vậy. Như vậy ta tách ra như sau. Nhân tử và mẫu cho ai ở cái lượng liên hợp căn bậc 3 trừ x? Đó là còn lại A bình phương, tức là căn bậc 3 của x bình phương cộng 3x tất cả bình phương A bình đấy, cộng cho AB, tức là cộng cho căn bậc 3 của x lũy thừa 3 cộng 3x nhân cho x, cộng cho B bình phương, tức là cộng cho x bình phương. Vậy thì trên tử còn lại gì thôi? A lũy thừa 3 tức là x lũy thừa 3 cộng 3x trừ B lũy thừa 3 tức là trừ cho x lũy thừa 3. Và tôi đơn giản đi cho x lũy thừa 3 thì như vậy trên tử của chúng ta chỉ còn lại ai thôi? Còn lại 3x. Và chúng ta quan sát cho thầy ở mẫu số. Mẫu số của chúng ta, cái căn, nếu mà chúng ta tạm thời quên cái bình phương này đi, thì x lũy thừa 3 đưa ra ngoài căn lũy thừa 3 là x. Rồi cái x đó bình phương này lên nữa thì được x bình phương. Như vậy chỗ này được x bình phương là bậc cao nhất, bậc 2. Đa thức bậc cao nhất là x bình, bậc 2 nha. Rồi ở đây chúng ta thấy cái x này nằm ở ngoài căn là bậc 1. Rồi x lũy thừa 3 đưa ra ngoài căn bậc 1 nữa cùng với x này là bậc 2. Vậy biểu thức này cũng là bậc 2. X bình phương đây bậc 2 quá rõ. Như vậy bậc cao nhất của tử là bậc 2. Vậy nếu mà ai mà làm nhanh một tí thì trên bậc nhất dưới bậc 2 thì chắc chắn giới hạn này tiến ra vô cực. Cái chuyện đó thầy sẽ nói sau trong cái bài là so sánh vô cùng lớn, vô cùng bé. Trong cái bài hai hàm số tương đương, chúng ta sẽ chuyển qua những cái dạng hàm tương đương, nó sẽ dễ dàng tính, nhìn vô cái biết ngay. Nhưng mà đây thôi, chúng ta tính toán bằng thủ công thôi. Như vậy thì chúng ta đặt x bình phương ở mẫu số ra ngoài. Vậy ở đây chúng ta còn lại cái gì ở chỗ này? Chỗ này ta chỉ cần đưa x ra thôi, bởi vì ở đây có bình phương rồi. Thì đưa x ra trong căn thì đẩy ra bình phương nữa là được x bình. Do vậy ở đây chúng ta còn lại căn. Chỗ này còn lại 1. Chỗ này còn lại 3 chia x bình phương. Một cách tương tự như vậy, thì chỗ này của chúng ta x này đưa ra là 1x rồi. Chỉ cần đẩy 1x ở đây nữa thì sẽ có được x bình phương ở ngoài thôi. Như vậy thì căn bậc 3 này chỗ x lũy thừa 3 chỉ còn lại 1. Rồi 3 chia 3x thì ta còn lại 3 chia x bình phương. X bình phương này chúng ta còn lại 1. Nha. Rồi bây giờ các em quan sát x và x bình phương đơn giản bớt đi. Đơn giản bớt cho x nhé. Thế thì ở đây mất đi chữ x này. Vậy ở đây còn lại gì? Còn lại x thôi. Vậy thì khi x tiến đến vô cực, các em quan sát trên tử là 3 rồi. Dưới mẫu chỗ này tiến đến 0, chỗ này tiến đến 0. Vậy trong cái ngoặc này tiến đến 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Vậy thì ở đây ngoài là x. X tiến đến vô cực, như vậy ra được 3 chia vô cực. 3 chia vô cực thì đương nhiên nó bằng 0. A của chúng ta. Bây giờ chúng ta còn như vậy thì vừa rồi chúng ta vừa mới tính được cái giới hạn của cái phần thứ nhất. Nó là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 0. Còn cái giới hạn thứ hai thì đặt là B. Bằng lim khi x tiến đến cộng vô cực của x trừ cho căn của x bình phương trừ 2x. Chúng ta cũng bắt chước làm giống vừa rồi. Bằng cách chúng ta nhân lượng liên hợp lim khi x tiến cộng vô cực nhân tử và mẫu cho x cộng căn. Thầy nhân mẫu trước. X cộng cho căn của x bình phương trừ 2x.
Vậy trên tử của chúng ta còn lại a bình phương là x bình phương trừ b bình phương mất căn đi. Còn lại là x bình phương trừ 2x. À, chúng ta đơn giản bớt cho x bình phương. Như vậy thì ở trên tử chúng ta còn lại là trừ với trừ thành cộng 2x. Bậc cao nhất của mẫu là mấy? X đây. X bình phương đưa ra ngoài căn là x, bậc cao nhất của mẫu là bậc 1. Bậc tử cũng là bậc 1. Như vậy chúng ta đặt bậc cao nhất của mẫu ra đó là x. Như vậy chỗ này của chúng ta còn lại bao nhiêu? 1. Cộng cho căn này của chúng ta. X bình phương đã đưa ra ngoài là x rồi thì như vậy trong căn x bình chỉ còn lại 1 thôi. Trừ 2x trong căn lúc này chỉ còn lại trừ 2 chia x. Và cũng lưu ý với các em x tiến đến cộng vô cực do nên x dương. Chứ bình thường chúng ta phải có dấu trị tuyệt đối cho nghiêm túc nhé. Và chúng ta đơn giản được cho cái x nó gây ra cái dạng vô định. Vậy thì còn lại trên tử là 2. Dưới mẫu các em quan sát 1 cộng cho căn của 1 bằng 2. Bởi vì 2 chia x khi x tiến đến cộng vô cực nó đã tiến tới 0 mất rồi. 2 chia cho 2 bằng 1. À, như vậy thì cái giới hạn này của chúng ta bằng 1. Như vậy thì cuối cùng đáp số của chúng ta bằng 1. À, như vậy thì thầy vừa mới chấm dứt cho các em xong được cái phần là cái dạng vô định vô cực chia vô cực. Và cái khéo của chúng ta trong cái dạng đó là nhiều khi chúng ta phải biết cách thêm ai, bớt ai để tách cái giới hạn cần tính của chúng ta ra thành hai cái giới hạn. Tính từng giới hạn cho nó nhẹ bớt bài toán. À, thế thì bây giờ thì thầy có một cái phần nhỏ của cái chỉ cho các em cái cách thức đi tìm giới hạn của hàm số lượng giác. Thế thì đó là một trong những cái giới hạn mà chúng ta thường gặp. Sau đó thì bài học tiếp theo đó thì chúng ta sẽ giới thiệu cho các em một cái dạng vô định nữa mà chúng ta cũng hay gặp, đó là cái dạng vô định một chiều vô cực. Bây giờ chúng ta còn một ít phút còn lại thì thầy sẽ giới thiệu cho các em cái một số những cái dạng thường gặp của cái giới hạn lượng giác. Rồi sau đó cái bữa học sau thì chúng ta cũng tiếp tục thêm một chút về cái dạng lượng giác tiếp cho các em. Thế thì bây giờ giới hạn của hàm số lượng giác thì trước tiên chúng ta phải nắm lại cho thầy cái giới hạn rất quan trọng sau đây. Đó là lim khi x tiến về 0 của sin x chia cho x bao giờ cũng bằng 1. Và nó còn bằng lim của tan x chia cho x khi x tiến về 0. Nếu bây giờ chúng ta có một cái điều sau đây. Chúng ta có cái hàm u x dần về 0 phù hợp với số 0 này khi x tiến tới x0. Thì chúng ta có thể thay cái mệnh đề trên này bằng một mệnh đề khác rộng hơn nhiều. Thay vì x tiến tới 0 thì bây giờ chúng ta cho x tiến về x0. Thế khi x tiến về x0 thì đương nhiên u x tiến đến 0 thì nó lại phù hợp với cái điều vừa rồi. Tức là x chúng ta thay bằng u x, mẫu số ta thay bằng u x. Vậy chúng ta quan sát khi x tiến về x0 đây, u x tiến về 0, u x tiến về 0. Cho nên sin u x chia u x cũng tiến về 1 khi x tiến đến x0. Một cách tương tự ở đây, chúng ta cũng thay số 0 là x0, ta thay x là u x, ta thay x mẫu cũng là u x. Thì cái mệnh đề này chúng ta thấy nó tổng quát hơn cho chúng ta. Và thế thì ở đây ráng nhớ cho thầy chuyện này. Sin của ux thì ở dưới cũng phải là ux. Tan của ux thì ở dưới cũng phải là ux. Như vậy nếu ở trên là ux rồi, ở dưới cũng là ux luôn rồi. Thì nếu mà ở trên lũy thừa n thì ở dưới ta cũng cần u lũy thừa n. Nếu ở trên sin lũy thừa n thì ở dưới ta cũng phải cần đến u lũy thừa n. Tương tự cho tan cũng vậy. Và nhớ ux bao giờ cũng phải tiến về 0 khi x tiến tới x0. Thì lúc đó định lý này của chúng ta mới là đúng. Chúng ta quan sát một cái ví dụ thứ nhất dễ thôi. Đó là lim khi x tiến về 0 của sin 5x trừ cho sin 3x tất cả chia cho sin x. Thế bây giờ chúng ta thấy như thế này.
Thầy viết lại cái lim khi x tiến đến 0 là chúng ta để không có bận tâm về cái lim nữa. Thế thì khi x tiến đến 0 thì chúng ta thấy 5x của chúng ta cũng tiến về 0. Thì cái 5x này của chúng ta nó đóng vai trò là cái ux. Vậy thì chúng ta xem thử cái sin 5x này biến đổi như thế nào nhé. Vậy sin 5x đây, ux đóng vai trò là 5x, vậy mẫu số cần phải có ux, nghĩa là cần phải có 5x. Mà thế chia cho 5x thì phải nhân cho 5x, thì lúc đó nó mới ra được sin 5x giống đề bài được. Một cách tương tự như vậy, với sin 3x, ux đóng vai trò là 3x. Và khi x tiến đến 0 thì cái 3x này tiến đến 0 đấy. Trên có 3x thì ta cần dưới mẫu là 3x. Mà dưới mẫu 3x thì ta phải thêm tử 3x, thì lúc đó chúng ta mới còn lại sin 3x phù hợp với đề bài. Một rồi bây giờ cái sin x ở dưới mẫu này cũng thế. Chúng ta cần dưới mẫu là x để phù hợp với sin x. Mà thêm vào mẫu x thì phải thêm tử cũng là x. À, như vậy thì chúng ta thấy một chuyện như thế này. Trước hết những cái x mà chúng ta vừa mới thêm ở đây đơn giản hết đi rồi. Và cái sin 5x chia 5x khi x tiến về 0 theo định lý mệnh đề vừa rồi nó bằng 1. Như vậy đằng trước chỉ còn lại 5. Rồi trừ, thầy viết lại ở đây, sin 3x chia 3x cũng tiến về 1 khi x tiến về 0. Do vậy đằng trước nó chỉ còn lại số 3. Sin x chia x khi x tiến về 0 cũng tiến về 1. Vậy mẫu số của chúng ta là 1. Vậy kết quả của ví dụ 1, 5 trừ 3 chia 1 bằng 2, rất dễ. À, như vậy thì chúng ta thấy như vậy. Chúng ta thường chúng ta theo cái biểu thức của sin. Nếu chúng ta thấy sin của ux thì các em thêm ngay vào mẫu số ux. Mà thêm vào mẫu số ux thì đương nhiên phải bớt tử số, cũng phải là ux. Thêm mẫu thì phải thêm tử, thì lúc đó mới ra được cái biểu thức của đề bài thì cho chúng ta. Rồi sau đó chúng ta dùng cái mệnh đề vừa rồi thầy mới nói. Bây giờ thử xem tiếp một ví dụ nữa cũng mang cái hình ảnh đó. Đó là ví dụ số 2. Thầy cho lim khi x tiến đến 0 của cốt A cộng x trừ cho cốt A trừ x, tất cả chia cho x. Thế thì khi giới hạn này chúng ta không thấy sin đâu cả. Thế thì chúng ta áp dụng công thức lượng giác bình thường thôi. Lim khi x tiến đến 0, chúng ta áp dụng công thức nào? Cốt trừ cốt bằng gì? Bằng trừ 2 lần sin sin. Công thức lượng giác. Ở sin đầu của chúng ta là cộng lại chia 2. Chúng ta nhẩm trong đầu A cộng x cộng A trừ x chia 2. X đơn giản x hết, 2A chia 2 còn lại A. Rồi góc thứ hai A cộng x trừ A trừ x, thì A và A đơn giản x trừ cho trừ x còn lại 2x, chia 2 còn lại 1x, chia cho x ở đây. Thế thì bài này nó dễ ở cái chỗ là chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ngay được sin x chia x khi x tiến đến 0 rồi, cho nên là khỏi cần phải thêm bớt cho ai cả. Vậy thì sin x chia x dần về 1, và coi chừng nhầm, ở đây sin A là hằng số, vậy thì sin A là hằng số, vậy đáp số của chúng ta là trừ 2 sin A luôn. Vậy thì chúng ta thấy ví dụ 2 thầy giải quyết nhẹ nhàng cho các em. Vậy thì bài học sau thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái ví dụ về lượng giác nữa, thì nó khó hơn những hai cái ví dụ mở đầu để chúng ta làm quen công thức. Bây giờ thì bài học hôm nay chúng ta là hết. Thầy thân ái chào các